Còn con mấy cái con dòng con TF nè, TF mẫu thứ này bên em còn có là F90, 110, 120 và 160 nha. Đó là mẫu này, mẫu truyền thống đó. Rồi con 90 này trước đây, 90 này có đèn nè. Đây TF 90 có đèn. Sản xuất lắp ráp đây luôn. Đẹp á. Hết cho che luôn á. Ngoài đẹp. Mưa là chín ngựa. Có đẹp. Thứ hai là con TF 110. Có nhu cầu luôn à, 0886356707. Hai test 110. Rất đẹp rồi con. Hai là test 120. Rất đẹp luôn. 12 ngựa. Con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707.